오늘은 주말 활동에 관한 이야기를 공부해요. 먼저 한국어로 해주세요. 예. 먼저 이까요. 네. 눈 개인의 관심과 욕구에 따라 달라질 수 있습니다. 작은 영향, 근저지역이나 다가온 도시는 당황해보세요. 네. 휴식 및 오락. 집에서 휴식은 귀하거나, 영화는 보거나, 책을 읽거나, 음악을 들으면서 에너지를 재충전하세요. 야외 활동. 자전거 타기, 산책하기 또는 소풍을 하는 등의 야외 활동을 즐겨보세요. 운동 및 신체 활동. 피트니스 수업을 듣거나 수영을 하거나 암벽 등산, 조정, 자전거 타기 등의 활동을 시도해 보시오. 전시회나 박물관 방문, 전시회나 박물관은 방문하여 예술, 역사, 과학에 대해 알아보세요. 친구 및 가족과의 만남, 친구와의 모임을 계획하거나 가족과 함께 좋은 시간 보내세요. 새로운 기술 배우기, 요리, 새로운 언어 배우기 또는 후공의 프로젝트를 시도해 보세요. 집안 일을 하세요. 시간은 내의 집을 청소하고 장식하고 심지어 술이 같은 일도 하세요. 커뮤니티 이벤트에 참여하기. 커뮤니티에서 놓칠 수 없는 이벤트가 있는지 확인하세요. 미니 스파센 레센 좋아하는 레스토랑에서의 저녁 식사 또는 가벼운 쇼핑을 즐기며 자신에게 보상하세요. 모두 끝났어요. 네. 띵백 해주세요. 띵백. Hoạt động cuối tuần có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích và mong muốn cá nhân của bạn. Du lịch ngắn hạn, khám phá những địa điểm mới trong khu vực của bạn hoặc thậm chí là một thành phố nào đó. Nghỉ ngơi và giải trí, thư giãn tại nhà, xem phim, đọc sách hoặc nghe nhạc để tái tạo năng lượng. Hoạt động ngoại ô, dành thời gian ngoại ô như đi xe đạp, đi bộ hoặc thậm chí làm một buổi picnic, thể dục và hoạt động vận động. Tham gia lớp học thể dục, đi bơi hay thậm chí thử nghiệm các hoạt động như leo núi, đua thuyền hay đua xe đạp.
thăm triển lãm hoặc bảo tàng, tìm hiểu về nghệ thuật, lịch sử hay khoa học thông qua việc thăm các triển lãm hay bảo tàng, gặp gỡ bạn bè và gia đình, tổ chức buổi họp mặt với bạn bè hoặc dành thời gian chất lượng với gia đình, học một kỹ năng mới, thử nghiệm điều mới như nấu ăn, học một ngôn ngữ mới hoặc thậm chí làm một dự án thủ công, thực hiện công việc nhà, dành thời gian để làm sạch nhà cửa, trang trí hoặc thậm chí là làm một số công việc như sửa chữa, tham gia sự kiện cộng đồng, kiểm tra xem có sự kiện nào diễn ra trong cộng đồng bạn không thể bỏ lỡ, tự thưởng thưởng cho bản thân bằng cách điều trị bản thân mình với một buổi spa nhỏ, một bữa tối tại nhà hàng yêu thích hoặc một buổi mua sắm nhẹ nhàng. Nè, Đây. tôi sẽ đi, tôi sẽ nói phát triển của chuyện tôi, chuyện tôi, của chuyện mình. Trung Nam, bông hoa, ô, mùa đông, mùa xuân, mùa hè, mùa trước. Tôi phát triển của chuẩn ô mùa đông tôi thích đi bộ tôi đi đi núi tôi có thể xem biển ô như như là nhỏ như có thể đi bộ chuyên thuyết chân thuyết ô mùa đông ô mùa xuân tôi đi tôi thích đi cao cả tôi cao cả tôi đi sắc biển sắc bố biển tôi thích cao cả tôi có thể tôi có thể cô như 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 cá như cá ô mùa hè tôi thích đi bơi ở biển bộ bơi Bambi tôi thích bơi ở biển tôi cầm tin hoa tôi tôi có thể đi bơi 2 km ô mùa thu tôi thích đi bộ ô công viên căn biển tôi thích đi New Zurich ô quê chuẩn ô Hàn Quốc mùa thu là đẹp đi cái mùa đông trái qua chặt chẽ yêu cầu chặt chẽ Hàn Quốc nói bộ kéo anh em 주말 활동에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 연중
활동에 대해서 얘기하면 사계절을 나눠서 얘기할 수 있는데, 겨울에는 산책을 하거나 산에, 작은 산에 올라가는 것을 좋아합니다. 산에서는 바다를 볼 수가 있어요. 봄에는 낚시 가는 것을 좋아합니다. 해변을 따라 걸어가서 낚시를 합니다. 많은 물고기를 잡을 수 있습니다. 여름에는 바다에서 수영하는 것을 좋아합니다. 친구들과 수영을 합니다. 수영은 평화로운 마음을 가져다 줍니다. 나는 2km 정도 수영을 할수 있습니다. 가을에는 바닷가 공원을 가거나 여행을 합니다. 한국의 가을은 아름답습니다. 나무가 단풍이 들고 꽃이 아름답습니다. 이 정도 할게요. 조금 한국말 할 때는 조금 이해돼요. 티앵글리시 더 어려 이해가 잘안될것 같아요. 발음이 안 좋아서. 오빠는 베트남으로 이야기했는데 저는 참 들렸어요. 아, 고마워요. 오케이. 열심히, 열심히. 한번 띵백 공부해 볼게요. 먼저 읽어 주세요. Hoạt động cuối tuần có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích và mong muốn cá nhân của bạn. Hoạt động cuối tuần có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích và mong muốn cá nhân của bạn. 주말 활동은 개인의 관심과 욕구에 따라 달라질 수 있습니다. 네. 주말에 개인의 관심과 욕구에 따라 달라질 수 있습니다. 이걸 쉽게 써볼게요. 각자 짧게 쓸수 있어요. 뭐 관심 욕구 이렇게 좀안 하고 자 챙배 해보세요. du lịch ngắn hạn, khám phá những địa điểm mới trong khu vực của bạn hoặc thậm chí là một thành phố gần đó. Du lịch ngắn hạn, khám phá những địa điểm mới trong khu vực của bạn hoặc tâm chỉ là một thành phố bạn dục. Trong chuyến đi, gần chỗ khu vực hoặc gần thành phố tham quan thử. 잠든 야행 근처 지역이나 가까운 도시를 탐험해보세요. 이것도 탐험하다 쓰기보다는 좀 쉬워요. 가 보세요. 가다 알죠? 디디. 가까운 장소나 모습은 다녀오세요. 예, 다녀오세요. 쉬운 거예요. 오케이, 챙백. nghỉ ngơi và giải trí, thư giãn tại nhà, xem phim, đọc sách hoặc nghe nhạc để tái tạo năng lượng. Nghỉ ngơi và giải trí, thư giãn tại nhà, xem phim, đọc sách, hoặc nghe nhạc để tái tạo năng lượng.
휴식 및 오락, 집에서 휴식을 취하거나 영화를 보거나 책을 읽거나 음악을 들으면서 에너지를 재충전하세요. 집에서 휴식을 취하거나 영화를 보거나 책을 읽거나 음악을 들으면서 에너지를 재충전하세요. 자, 이것도 쉽게 쓰면, 이거는, 책 읽기를 그냥 이렇게도 할수 있어요. 독서. 독서가 책 읽기란 뜻이에요. 이거 활력도 좋아요. 네. 또는 뭐 힘, 뭐 힘. 뭐 조금 이상한데가 이런 표현도 할수 있어요. 그러니까 영화 보거나 영화 보기, 책 읽기, 음악 듣기 이렇게. 아니면 이렇게 음악 듣기 같은 취미 활동을 하면 좋아요. 이렇게 음악 듣기, 듣기 같은 취미 활동을 하면 좋아요. 뭐 좋습니다. 이런 거. 여러 가지로 표현할 수 있어요. 말하는 거는. 네. 땡볕. Hoạt động ngoại ô, dành thời gian ngoại ô như đi xe đạp, đi bộ hoặc thậm chí là một buổi picnic. Hoạt động ngồi ô, dẫn tôi dẫn ngồi ô, đi xe đạp, đi bộ, hoặc thậm chí là một buổi picnic, dạo hoạt động, 자전거 타기, 산책하기 또는 소풍을 하는 등의 야외 활동을 즐겨보세요. 야외 활동, 자전거 타기, 산책하기 또는 소풍을 하는 등의 야외 활동을 즐겨보세요. 이거 저기 오가 우산 아니에요? 오? 우산. 우산 맞아요. 맞아요? 우산? 네, 우산, 하지만 ngoại ô, 같이 hoạt động ngoại ô. Jim. 좀 달라요? 오, 노이, 오, 이게 스카트하고 이렇게 하는 게 달라요? 발음이 달라요? 야외, ngoại ô, 야외. 오케이, 오케이, 오케이. 너의 오는 야외고, 그냥 ngoại ô. 오는 우산. 네네, 알겠어요. 이거, 이렇게도 얘기할 수 있어요. 비슷하죠, 내용은? 네.
주말에 뭐할수 있는을 이렇게 여기 보면 즐겨보세요는 즐길 수 있는 이렇게 해도 돼요. 네. 땡볕. và hoạt động vận động, tham gia lớp học thể dục, đi bơi hay thậm chí thử nghiệm các hoạt động như leo núi, đua thuyền hay đua xe đạp.아까 레오 누이가 산에 오르다 이거네요. 아까 내가 띠 누이보다는 레오 누이가 더 나은 거죠. 레오 Leo núi. 암벽 등반 좀 이상한데 어쨌든 태즈바 허종 반동 땀지아 럭퍽 태즈 디보이 하이 땀지 주니엔 까꽈 동 화동 뉴, 레오 뉴, 뉴이, 유아 튠, 하이 듀오 세덱, 운동 및 신체 활동, 피트니스 수업을 듣거나 수영을 하거나 암벽 등반, 조정, 자전거 타기 등의 활동을 시도해 보세요. 운동 및 신체 활동, 피트니스 수업을 듣거나 수영을 하거나 암벽 등반, 조정, 자전거 타기 등의 활동을 시도해 보세요. 이거 뭐 나는 산에 올라갑니다. 팅비 뭐예요? Tôi có thể đi lên núi. Lên núi.아, 저희 코트 디 렌룽. 아, 오케이, 알겠어요. 이거 태죽이 뜻이 운동이에요? 아니면은 계속 운동. 운동? 아, 활동? 반동 하면은 신체예요? 반동? 활동 운동. 반동 뭐예요? 반동 라지? 이 반은 뭐예요? 반? vận động ý chí, vận động các신체? 몸? 몸? 겉에? 신체 vận động. 반동, 오케이, 네네. 약간 이 꽃에하고는 조금 다르지, 다르죠? 신체와 꽃에랑 좀 다르죠? 반동. vận động cơ thể. 네네. 땀자 활동하다, 난 록혹 태죽 체육 운동을 배우다. 디보이 수영하다 수영 디보이 수강하다. 네 또는 이거가 또는이죠 또는 하이 하이. 땀쥐 뚜념 주님 자연인가요? 시도해 해보세요. 시도. 시도. 아, 또도 시도. 딱컷 활동. 나뉴 레오 누이. 레오 누이. 암벽 등반. 누이 산 오르기 같은 활동. 유아 트렌 이거는 조정 트렌이 배죠 배 네. 트렌 보트 비행한 트렌 유아 트렌 하이 두어 셋업 자전거 타기 네 땡볕 Thăm triển lãm hoặc bảo tàng, tìm hiểu về nghệ thuật, lịch sử hay khoa học thông qua việc thăm các triển lãm hay bảo tàng. tham triển lãm hoặc bảo tàng tìm hiểu về nghệ nghệ nhất đề thuyết nghệ thuyết lịch sử hay khoa học
Trung Hoa Việt Nam, các ở trên lâm trẻ lâm hay bảo tàng thánh xuyên à phòng môn văn phòng môn thánh xuyên à phòng môn văn phòng môn này đó Giêsu dọc xa qua ghế thế ara bồ sê ô tăng trên trên là à tăng chắc chắn bồ sê ô ý cơ chỗ chắc ta cả bồ sê ô tăng tăng chắc chắn bồ sê ô ara bồ sê ô đồng bộ tăng Hằng mừng, chờ 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 lắm, đi qua chọn chưa? Đi qua chọn chưa? Đi qua Hàn Quốc mà lo, đó mà đi sợ chờ lắm, con nó chờ lắm thế, đi đâu có sợ? Đi sợ chờ lắm, chờ lắm, chọn chưa? Bất động tăng, tăng hằng mừng quan bảo tàng, Tàng Phạm yeah. Môn Quảng. À hằng mừng quan bảo tàng. 팀휴 이해해 보세요. 알아보세요. 팀휴 알아보세요. 팀 찾다 휴는 이해하다죠. 예술 历史 역사 또는 고학 과학 종과 맥담 찾으면서 딱지는람 하이 바통 전시회 또는 박물관을 찾아서 땀 방문해서 맥과 맥 알아보세요. 네네. 이해했어요. 네, 땡볕 Gặp gỡ bạn bè và gia đình, tổ chức buổi họp mặt với bạn bè hoặc dành thời gian chất lượng với gia đình. gặp cô bạn bè và gia đình tổ chức buổi họp mặt với bạn bè hoặc đàn Đàn. tối chén chất lộn với gia đình chính của mít gia đình bài mạnh nam chính qua ấy bồi mới kế hoạch và na gia đình qua hàng kế chỗ hôn chỉ cần lên của nó sẽ tốt tiên á Vịt ca chốc phái màn nằm chinh cu hóa ê mối mân kế hoạch tha khó nà ca chốc qua hàng kê chốn suy ca nấn của người sẽ yêu Capco가 만남이에요, Capco. màn nà tả. 네네네, 갑 만나다, Capco. 반비, 맞아, 진. 쭉쭉, 뭐이, 혹. 쭉쭉. 오케이. 하다. 조직하다. 하다. 뭐이, 혹, 만나다. 부의 họp mặt Mỗi mối mỗi mỗi hôm mắt hôm mắt mỗi mỗi chinh phục mỗi bên bị chinh phục á tôi nên đan đan dân thời gian tôi dân đi căn lên của mình à xí gan lên bồn ta dân tôi dân chắc luôn bồi chờ đi chun chào luôn tôi chun 가족과 함께 좋은 시간을 보내다 네. 땡볕 học một kỹ năng mới, thử nghiệm điều mới như nấu ăn, học một ngôn ngữ mới hoặc thậm chí là một dự án thủ công. học một kỹ năng mới chưa nhiễm điều mới như nào ăn hộp hộp mô nông như mỗi hộp đam chỉ là một dự án chứ không Hay.새로운 기술 배우기 요리 새로운 언어 배우기 또는 수공예 프로젝트를 시도해 보세요 새로운 기술 배우기, 요리, 새로운 언어 배우기 또는 수공예 프로젝트를 시도해 보세요.
Chú Cung nghe ở đây không? Chú Cung nhé. Thủ công, À. thủ Chú Cung nghe. Thiên tuyệt buổi không? công cái gì cả, thủ công Từ Cung. À, Chú Cung. Chú công Cung. Ok. Chú Cung. Chú Cung nghe. Số nữ là hắn gọi cho. Phúc. Tại đã mộ. Kỳ nâng. Kỹ năng, kỹ năng, 이거, kỹ năng, 뭐, 기술, 이거 비슷해요. 뭐, 새로운, 아, 새로운. 주님, 시도, 시도하다? 오. 주님, 뉴, 모이, 새로운 것을 시도해 보세요. 아, 뉴, 같은, 나왕, 음식하기, 요리, 나왕. 복모, 농류모의 새 언어 배우기 또는 땀지, 람모, 유앙, 주공, 수공의 프로젝트 유앙이 프로젝트예요? 람모지, 람모, 지람 프로젝트 dự án입니다. 유앙 Dự아, án. 수공의 프로젝트 계획 수공의 계획 주안 네네 수공. 네네 띵백 Thực hiện công việc nhà, dành thời gian để làm sạch nhà cửa, trang trí hoặc thậm chí làm một số công việc như sửa chữa. thực hiện công việc nhà. À, dàn tôi dàn để làm sạch nhà cửa, trang trí hoặc tâm trí làm một số công việc như xóa chỗ.집안일을 하세요. 시간을 내어 집을 청소하고, 장식하고, 심지어 수리 같은 일도 하세요. 집안 일을 하세요. 시간을 내어 집을 청소하고 장식하고 심지어 소리 같은 일도 하세요. 이거 심지어라는 말은 좀 그래요. 이거는 뭐 빼고 수리 같은 일도 할수 있어요. 이러면은 더 좋아요. 소리 같은 이거 수리 일도 알아요? 수리? 소리 들었죠? 예, 네, 고치다란 뜻이에요. 고치다. 수리, 고치다. 고치다 티엔베 뭐라고요? 수리가? 들었죠? 수초, 수초, 이거요? 수초, 들었죠? 수초, 네, 알겠어요. 뚝텐 공백냐 집에서 일을 하세요. 다음에 짠또이잔 시간을 보내세요. 람삭냐 집 청소하는 거, 장치, 장치 장식품, 장식하고 또는 땀질 남모소 공백 일 수리 같은 일을 해보세요. 네. 마지막. Tham gia sự kiện cộng đồng, kiểm tra xem có sự kiện nào diễn ra trong cộng đồng bạn không thể bỏ lỡ. 다음 자 스캔 공동 em 자쌤고 스캔 나우 젠자총 공동 반공 대볼로 커뮤니티 이벤트에 참여하기. 커뮤니티에서 놓칠 수 없는 이벤트가 있는지 확인하세요. 로깅한 커뮤니티 이벤트에 참여하기. 커뮤니티에서 놓칠 수 없는 이벤트가 있는지 확인하세요. 아, 네. 참여하다 땀 놓칠 수 없는 놓치다 알아요? 버스를 놓치다 이렇게 얘기할 수 있어요. 버스를 놓치다. 기차를 놓치다. 이거 놓치다라는 게 buông tay bỏ lỡ, bỏ아, lỡ bolo, bolo, 꽁트니까 bolo, 놓칠 수 없는, 당신이 놓칠 수 없는
공동 이벤 커뮤니티의 공동 커뮤니티의 이벤트를 참여하세요. 스캔 찾아보세요. 오케이 오케이. 마지막 여기 있네요. 오케이. 마지막. Tự thưởng thưởng cho bản thân bằng cách điều trị bản thân mình với một buổi spa nhỏ, một bữa tối tại nhà hàng yêu thích hoặc một buổi mua sắm nhẹ nhàng. Chuông bản thân bằng cách chữa trị bản thân mình bồi mô vui Spanish mô vui tôi tại nhà hàng yêu thích hoặc mô vui mùa xăm nhẹ nhàng mini spa session 좋아하는 레스토랑에서의 저녁 식사 또는 가벼운 쇼핑을 즐기며 자신에게 보상하세요. 미니 스파 세션 좋아하는 레스토랑에서 에서의 저녁 식사 또는 가벼운 쇼핑을 즐기며 자신에게 보상하세요. 네, 주중, 중, 이거 중 뭐예요? 보상. 보상, 중, 보상하기, 조반, 당신을 위해서, 딴방은 방문하는 거예요? 딱지지만 딴민 당신이 voy español spa session mo voy estoy 다이냐항 유치 좋아하는 식당에서의 저녁 식사 voy estoy 저녁 식사 뭐고 뭐 삼네 냥 쇼핑 쇼핑 뭐 사다 쌈 상품을 사는 거 뭐아 쌈 하면 쇼핑 쇼핑이에요 뭐아 쌈 쇼핑 쇼핑 네 다음 주제 뭘로 할까요? 다음 주제는 봄으로 할까요? 봄? 무화수환. 맞아요? 봄. 어때요? 봄 계절 뭐 Thứ hai tuần sau học chủ đề mùa xuân kê chân mùa봄에 무엇을 할수 있나요? 봄은 어떤 계절인가요? 요거 주제로. 괜찮아요? 네? Vâng ạ, thứ hai tuần sau sẽ học chủ đề mùa xuân. Thứ hai tuần sau sẽ học chủ đề mùa xuân. Muason, 네, Muason. 괜찮아요? 오케이? 괜찮아요. 네, 이거 문자로 할게요. 5분, 1분 남았어요. 네. 내일은 쉬어요. 일요일, 주말. 주nhật nghỉ ạ. 예? Chủ nhật nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. 홍고, 혹, 중짜 코테 혹, 두, 하이. 네, 오케이. 네, 바이바이. 바이바이. 네, 수고했어요.